Giữ niềm tin trong nghịch cảnh, phần 2, ngày 26 tháng 10 năm 2007. Chị hai có học khác một thời gian, một chút, cho nên không biết sư phụ cái gì cũng được. Chị hai biết một chút thôi, không biết sao lại đi học khác. Chị hai có kể quý vị nghe về cô giáo dạy ca opera không? Cô nói lòng ngực chị hai xẹp quá, không thể làm ca sĩ opera. Nhưng chị hai nghĩ, làm nổi chứ hả? Victoria, Victoria, Victoria. Chị hai đâu chuẩn bị gì đâu. Ngăn được rất lâu, không cần lòng ngực lớn. Lòng ngực chị hai cũng được. Nói giỡn quý vị thôi. Ý chị hai là vì lý do đó mà anh thích kỹ thuật thở, vì anh ở trong cái nghề đó, nghề ca sĩ. Dù sao họ cũng bảo mình như vậy ngay từ đầu. Dạ vâng, bởi vậy mà con muốn hiểu cho học sinh nữa nếu con dạy hát. Để hiểu chuyện gì xảy ra. Để học hát thôi, thì anh dạy bấy nhiêu thôi. Nếu có lợi cho họ. Nhưng đối với chị hai không làm gì cả, hát luôn. Tùy giọng mình có được không, cơ thể mình có được không, dĩ nhiên cái đó nữa chứ hả, nhưng chị hai không thở ra thở vô gì trước khi hát, còn không biết rằng mình sắp sửa hát nữa, thí dụ vậy, chỉ có cầm quyển sách lên rồi hát. Dạ, vậy là tốt nhất, không biết có tốt nhất hay không, nhưng không có như là sửa giọng chuẩn bị trước hay tập vợt gì trước, không. Tất cả những bài chị hai hát không có tập vợt gì cả, cầm lên là hát liền. Cho nên nhiều khi chị hai đổi một, hai chữ, vì mình thấy chữ kế không hợp, thế là đổi lẹ. Cuối câu đó là chữ gì chị hai cũng không biết. Khi đến gần cuối mình mới nói, không được, không hả, phải đổi. Rồi chị hai đổi, vì vậy mà đôi khi bài hát của chị hai, chữ cuối có một vài câu khác với lời trong sách. Vì mình phải đổi để giai điệu được xuôi tai. Hòa với lời mình đang hát, nếu giữ yên như vậy thì tịch ngồi luôn, hiểu không? Nhạc sẽ không theo được. Tại vì nhiều khi lời viết xuống không hòa với dòng nhạc. Thậm chí đó chỉ là bản dịch thôi. Một số bài chỉ là bản dịch cho nên chị hai chưa có đọc trước. Có lẽ đã đọc rồi nhưng không có nhớ ở trong cái trí. Như cuối câu sẽ là như vậy đó. Chị hai cứ hát, hát. Da da da, hả? Lúc đó phải thay chữ khác, thay chữ để cho lời ca đi đâu với những gì chị hai đang xuôi với điệu nhạc, hiểu không? Thí dụ có những bài, thí dụ như nếu nói ta muốn yêu em và nếu nói ta muốn yêu em thì không hay, hiểu không? Nên chị hai phải đổi ngược lại. Hay là đổi chữ khác, đổi chữ tương tự. Hay là chữ nào hợp với câu đó. Nhưng phải hợp với dòng nhạc mà mình đang hát tới, hiểu không? Cho nên chị hai làm ngay tại chỗ, không có vợt trước. Bởi vậy mà có những bài không có điều luyện như mình muốn, nhưng nó là gốc, quý vị chỉ được vậy thôi. Chị hai không làm lại đâu, như vậy là như vậy, hiểu không? Sau khi chị hai ca bài đó, nếu họ nói, ôi sư phụ chúng con lấy nha, chúng con cũng muốn xuất bản. Rồi chị hai nói, ok, nhưng nó không hay như chuẩn bị trước đâu nha. Ca tự nhiên vậy thôi. Rồi nói vậy thì sư phụ làm lại cho nó hay hơn. Chị hai nói không, vậy thôi đó, lấy gì lấy, không lấy gì thôi. Chị hai không có làm lại. Cho nó hoàn mỹ hay điêu luyện hay trao chuốt gì hết. Chị hai không bận tâm. Đó là gốc rồi. Cái quý vị có là bản gốc. Hiểu không? Như có những bài, như bài Tiếng Trung Hoa. Có nhớ chị hai cũng nói quý vị, một bài ca Tiếng Trung Hoa, gọi là Khi Người Hát Cho Em Nghe. Bài Vô Thượng Sư. Tiếng Trung Hoa nghĩa là Vô Thượng Sư. Một thầy giả của chị hai thách chị hai hát thẳng từ bản dịch mà chị hai chưa có đọc bao giờ. Chị hai đâu biết đọc Tiếng Trung Hoa đâu. Không có đọc. Chị hai biết mấy bài tiếng Âu Lạc Việt Nam và tiếng Anh mà chị hai sáng tác, nhưng tiếng Tàu chưa có coi. Cô ta bảo chị hai, nếu sư phụ ca được thì sư phụ tuyệt hảo. Chị hai nói, ok, để thử coi. Rồi nói, nhưng cô phải đọc tiếng Tàu dùm trong khi sư phụ hát.
Cô ta đọc trước và chị hai hát, như là cô ta đọc một câu hay là ba chữ rồi chị hai hát. Y như vậy, cô ta đọc một câu nói rằng, khi người hát cho em nghe, thì chị hai hát liền rồi cô ta đọc câu kế. Nhưng đôi khi phải đổi thật lẹ, vì cô ta đọc liền. Chị hai đâu biết đọc tiếng Tàu, quý vị biết mà, không biết đọc. Biết nói tiếng Tàu nhưng không biết đọc. Chị hai không có học tiếng Tàu, có học nhưng không biết hết. Thế là cô ta đọc, khi người hát cho em nghe, chị hai hát, khi người hát cho em nghe, rồi cô ta đọc câu kế, cho em nghe, sau đó cô ta đọc, khi người hát, sau đó, khi người hát, sau đó chị hai đổi 2-3 lần để sáng tác nhạc ngay tại đó. Tại vì bản dịch là khi người hát cho em nghe. Vậy thôi. Điều ca tình sư. Nhưng chị hai hát khác đi, đổi nó lại, lặp lại 2-3 lần cho dòng nhạc được xuôi và êm ái. Nhạc thành như vậy. Khi người hát, hát cho em nghe, cho em nghe. Điều ca tình xưa, điều ca tình xưa từ ngày khai thiên. Em biết em là chị hai nói điều ca tình sử. Chị hai lặp lại nữa để sáng tác thành một dòng nhạc, nhưng không có biết gì trước đó. Chị hai không sáng tác bản nhạc đó, không biết trước câu đó. Không biết cuối cùng như thế nào, bắt đầu như thế nào. Cô ta chỉ đọc một câu, chị hai phải hát liền ngay tại chỗ. Có nhiều nhân chứng, kể cả nhạc sĩ. Anh chàng cứ đàn theo. Cho nên cả hai chúng tôi phải sáng tác ngay tại chỗ, từ không đâu. Hiểu chưa? Chị hai không cần biết phần thông dịch tiếng Tàu. Chỉ biết lúc đó, bài đó, hãy còn mới. Người nào vừa mới dịch mang đến hãy còn mới nguyên, thậm chí chị hai không kiểm lại, cũng chẳng đọc qua nữa, không làm gì trước đó. Lần đầu tiên nghe câu đó vào lúc đó, ngay chỗ đó. Rồi phải hát lên liền lập tức. Cũng đâu có sao, phải không? Dạ. Quý vị nghe bản đó chưa? Bài Vô Tình Sư. Tiếng Trung Hoa có không? Dạ có. Nói vậy đó, một sáng tác tự nhiên xảy đến. Anh nhạc sĩ đó cũng giỏi. Anh nói, làm sao đây sư phụ? Chị hai nói sao cũng được, anh cứ làm đi. À, thế mà anh ta cũng biết, nhạc sĩ đó vẫn còn sống, nên chúng ta có nhân chứng đàng hoàng. Có nhiều bài chị hai hát sau này, những bài tiếng Âu Lạc Việt Nam cũng tự nhiên thành. Không có người nào thúc đẩy, nhưng chị hai làm, nhưng ít ra mình còn đọc được. Chứ tiếng Tàu thì thật phải là ứng khẩu. Thật tình cô ấy bắt chị hai làm, chị hai nói tiếng Tàu còn không đọc được thì làm sao hát. Cô ta nói con sẽ đọc cho sư phụ. Cô ta đọc một câu, chị hai hát một câu. Tưởng tượng được không? Chị hai không biết trước câu đó, nhưng biết là nhạc sẽ phải trỗi như thế nào. Nên chị hai lặp lại. Lặp lại chỗ đó hoặc lặp lại ở giữa. Hoặc lặp lại nửa câu hay cả câu. Sau đó nhạc cứ tuôn ra. Ngạc nhiên quá. Cái gì? Ngạc nhiên quá. Chị hai không nghĩ nhiều, nhưng nó giống như cuộc hành trình vào một nơi xa lạ. Dạ, cảm hứng từ Thượng Đế. À, cũng vui. Sau đó nhạc cũng được lắm, biết không? Chị hai không có thời giờ dợt hết mấy cái đó. Hát hoặc là không hát, vậy thôi. Nếu còn phải nghĩ tới tập dợt hay là vào phòng thu âm, trời ơi, chị hai không làm đâu. Có lần họ nói, sư phụ, chúng ta nên đi phòng thu âm. Chị hai hát hết các bài rồi, họ mới nói, sư phụ nên đi phòng thu âm làm lại. Ở phòng thu âm có cái hộp. Hay hơn, nhịp nhàng hơn và mọi thứ. Chị hai có đi thử phòng thu âm. Nhưng tới đó chết ngắt. Làm gì cũng không được. Tự nhiên mất tiêu, không có cảm hứng. Trông thấy thiết bị to lớn. Dụng cụ từng lớp lớp. Cả trăm cái nút.
và cái hộp ngay trước mặt, trừng trừng đợi mình và máy ghi âm đủ thứ. Mọi người đứng ngoài cửa kính giùm chị hai. Bên ngoài cái phòng nhỏ, bên trong phòng thu âm, họ đóng cửa đi ra ngoài. Sư phụ, họ đang đợi. Mọi người, dạ nó thôi dẹp, không làm được. Dạ không thể làm, không thể vợt qua vợt lại, sau đó mới hát. Làm vậy không được, hả? Sư phụ không cần, không biết nó có cần hay không, nhưng không thể làm được. Cảm thấy gò bó, hăm dọa, mất hứng đi. Chắc tập 1000 lần thì thế nào cũng được. Nhưng thấy không muốn làm nữa, hiểu không? Có thể hát lên được những nốt đó, nhưng thiếu truyền cảm, chị hai cảm thấy vậy đó. Quý vị có biết chị hai hát những bản vừa qua như thế nào không? Phước nẻo thời gian và gì nữa? Mơ đêm này nọ. Anh chàng nó chuẩn bị máy vi âm, máy thu hình trước mặt chị hai, gắn với truyền hình. Chị hai nhìn mình, nhìn sách, rồi hát vậy thôi. Dĩ nhiên là họ đứng xung quanh, nhưng chị hai nói, vô phòng, đừng có nghe, đừng có nhìn. Rồi, cho chúng tôi biết về kỹ thuật hát của anh. Hả? Cũng không có gì nhiều để nói. Không có. Về kỹ thuật hát. Anh dạy người ta làm sao? Có thể mình học vài mánh khóe. Con không biết nó có gì hay không, nhưng sao lại không? Dạ. Chị hai có học hát. Một thời gian với ca sĩ opera. Dạ, hát opera không phải là lối hát tự nhiên, không hả? Tuy nhiên, nhưng mà nó bắt mình đi hết mức. Tại vì dĩ nhiên mình phải át tiếng của dàn nhạc. Phải làm sao? Phải át tiếng của dàn nhạc mà không dùng vi âm. Vì họ hát không dùng vi âm. Họ hát không dùng vi âm, opera là vậy. Rồi đến opera phải không? Dạ. Bởi vậy mới phải có lòng ngực cao cường. Rất nhiều khí bên trong, rất nhiều ra da bên trong. Chị hai cũng ngạc nhiên với mấy ca sĩ opera, thật là dũng mãnh. Thế bây giờ anh còn dùng vi âm không? Không hả? Hết ạ. Hát thôi, không cần hả? Dạ, hát tại chỗ hả? Dạ. Đôi khi hát lộ thiên, sân khấu lộ thiên. Họ phải dùng vi âm, nhưng tóm tắt là nó như vậy. Chị hai hiểu. Thử tưởng tượng hát không có cái gì trợ giúp. Dĩ nhiên là có nhạc, nhạc sống phụ họa. Chị hai rất ngạc nhiên với mấy ca sĩ opera. Họ phải tập 8 tiếng một ngày. Dạ, để có bắp thịt. Họ tập với nhạc, dĩ nhiên. Nhưng khi hát thì họ hát một mình, giọng ca thật là mạnh. Chúng ta vừa mới mất một trong những người tài giỏi nhất. Dạ, Parirotti. Chị hai cũng buồn lắm. Tự tưởng tượng hát không có cái gì hết. Có khi chị hai cũng làm vậy, hát một mình trong phòng tắm, phải không? Cũng ngạc nhiên lắm. Sao hát trong phòng tắm hay hơn? Nói nghe. Dạ, điều đó đúng, con cũng làm vậy. Tại sao thế? Có phải tiếng vang? Chị hai nghĩ vậy. Chào ơi, hay lắm. Hát trong phòng tắm á. Giọng hay lắm. Quý vị sẽ thích giọng quý vị. Có không? Làm thử chưa? Dạ có. Hay hả? Một thầy giả của chị hai nói vậy, sao sư phụ không hát trong phòng tắm? Chúng ta thâu trong đó. Anh nghĩ nó sẽ hay không? Dạ hay. Hát trong phòng tắm, để máy vi âm ở đó rồi thâu. Anh nghĩ nó có hay không? Hay là tiếng vang nhiều quá? Tiếng vang dội nhiều quá. Tiếng vang dội nhiều quá hả? Nhưng tại sao khi hát một mình, hát trong nhà thờ tốt lắm à? Hả? Nhà thờ? Dạ trong nhà thờ. Họ làm nó như vậy hay là nhà thờ nói chung? Dạ, không phải tất cả nhà thờ. Anh sống ở đâu? Dạ, ở London. Ok. Vậy anh hát ở đâu? Có phòng thu hay là bây giờ phần nhiều có hát trong trường? Vậy hả? Họ có chỗ cho anh hát hả? Hay anh phải dùng vi âm hay không cần? Không, chúng con hát trường gì? Dạ, âm nhạc coi hon ở London. Anh hát trong đó hả? Dạ. Anh dạy hay làm gì? Thưa không, con là học sinh ở đó. Anh là học sinh. Chị hai tưởng anh nói anh dạy hát. Thưa không, con tương lai con sẽ. Mai sao? Phải rồi. Anh còn học nhạc không? Học hát. Dạ con, anh giỏi lắm rồi. Mấy năm nữa? Con phải học 2 năm. 2 năm nữa? Dạ, 2 năm. Năm nay và 1 năm nữa. Nghề hát thích hợp với anh. Anh có lòng ngực lớn.
Con có trình diễn mấy lần? À, chắc chắn là có. Hồi chị hai còn học hát, dù thời gian học ngắn như thế nào, học trò của thầy đó đã ra trình diễn rồi. Có phải bên Mỹ không? Không, bên Đức, ở Munich. Họ giỏi lắm. Chị hai không biết. Đức, họ có những trường nhạc lớn. Dạ, trường đó là tốt nhất bên Đức. Vậy đó hả? Dạ, Music Hochschule. À, nhưng chị hai không có học trường đó. Chị hai học tư. Bà ta to con mạnh. Bà nói cô phải giống như tôi. Những ca sĩ Wagner, họ hát Wagner bên Đức nên họ nghĩ ai cũng phải... Bà ta người Ý, một người mẹ Ý. Ăn rất nhiều spaghetti và pizza. Mập mạp, mạnh mẽ, thân hình nhỏ như chị hai. Nhưng chiều kia lớn gấp ba lần. Bà ta nói, nếu muốn làm ca sĩ opera, cô phải giống như tôi nè. Chị hai nghĩ tới nghề tương lai của mình, nghĩ nếu làm ca sĩ phải như vậy. Thì không biết có nên... Anh cỡ bình thường vì anh đàn ông to con. Quan niệm đó hơi cũ một chút. À, chị hai không biết là ca sĩ opera bãi lạc hậu. Madame Butterfly này nọ. Bà nói nhìn tao đây, thấy chưa? Bà lớn kinh khủng. Lòng ngực thật là lớn và chỗ nào cũng lớn. Ông chồng thì như que tăm. Không biết sao hay có chuyện như vậy. Đa số là như vậy. Để bù lại. À, họ bù cho nhau. Bả thì thấp và tròn. Không có ý là thật đó. Tròn ít ít là không phải tròn bình thường. Ổng thì cao, cao lắm và gầy như cái que. Ổng thì tóc vàng, mắt xanh. Còn bả thì da ngăm đen và bội bổ. Lớn thiệt là lớn. Nhưng giọng của bà mạnh lắm, rất hay. Nhưng chị hai thấy thường thường là như vậy, có một sự bổ sung. Như là ông chồng gầy còm và cao, còn bà vợ thì to béo, lùn và đen. Thường thường con gái tóc vàng lấy ông lùn mập và đầu hói. Thấp hơn nàng, họ sống lâu bền với nhau nếu họ như vậy. Nếu ông chồng cũng đẹp trai, mảnh mai như nàng, thì chắc là không có bệnh đâu. Mới đầu vô đã không lôi cuốn nhau rồi. À, chị hai ngạc nhiên thấy cả tất cả người mẫu. Hồi xưa chị hai làm trình diễn thời trang. Chị hai biết mấy người kiểu mẫu. Cô gái thật là đẹp. Cao ráo, tóc vàng, nổi bật. Rất đẹp. Khi cô nàng giới thiệu ông chồng, chị hai gần như... xích nữa nói, hả? Nhưng sau nhiều lần giới thiệu, chị hai bình tĩnh, biết là sẽ như thế nào rồi. Cho nên trước khi được giới thiệu tới một gia đình hay ông chồng có một người mẫu, chị hai đã hình dung người đàn ông hói đầu. Tóc nâu và hói, tóc còn lơ thơ nhưng tóc nâu. Nếu người mẫu tóc vàng, cao ráo, gầy, mắt xanh, đôi khi không xanh, nhưng tóc vàng và cao, thì ông chồng thế nào cũng lùn mập, bụng bự, hói và tóc nâu. Và nhiều tuổi hơn. À, buồn cười ghê. Quý vị không thấy sao? Có không? Dạ có, ngay cả bên ngoài cũng vậy. Hàng xóm này kia cũng là ná như vậy. À, chúng ta vui hả? Nói chuyện về người khác. Có gì hay muốn kể không? Không... Có hỏi câu nữa được không? Được, xin hỏi. Chúng ta đâu có nghiêm trang, có không? À, hỏi đi. Thưa, không, cái đó hay. Không có nghiêm trọng, nhưng con có đọc trong kinh Dòng Bạch Y. Dòng Bạch Y, à. Họ rất coi trọng sự kiện là thiên thần hiện hữu giữa họ với nhau. Và thiên thần ca. Và thiên thần không ngừng ca ngợi Thượng Đế. Và một phần sinh hoạt của họ cũng là ca cho Thượng Đế với Thiên Thần. Những giây phút đặc biệt hoặc những ngày đặc biệt. Vậy hả? Và nó rất quan trọng đối với họ. Hơn nữa, họ là nhóm khoảng 12 người. 12 người với 12 Thiên Thần. Ok. Con không biết sư phụ nghĩ thế nào về chuyện này.
và sự quan trọng của thiên thần. À, không sao, thiên thần lúc nào cũng ca ngợi Thượng Đế. Đó là công việc của họ. Họ ở với chúng ta không sao, mà không ở với chúng ta cũng không sao. Họ luôn luôn ở với chúng ta. Có điều ra khi quý vị thấy, đôi khi quý vị không thấy. Và thiên thần không cần phải hiện ra có cánh này kia. Hiểu không? Có thể họ muốn nói âm thanh bên trong, tiếng ca ngợi. Nhưng hồi xưa họ không nói thẳng ra. Đó là âm thanh quán âm. Những lúc nào đó họ phải thiền, biết không? Nhưng họ đang làm thiền âm thanh. Dĩ nhiên thời đó nếu không nói là thiên thần, nói gì khác cũng không ai hiểu, ok? Họ nói với nhau bằng giọng bí mật, mặc hiệu, để người ngoài không biết họ đang làm gì. Đôi khi nếu người ta hỏi mình làm vậy mỗi khi tụ họp như vậy, chị hai cũng chẳng màng giải thích đầy đủ và thời gian ngắn quá. Nên chị hai nói chúng tôi cầu nguyện. Mà chúng ta cầu nguyện thật, chúng ta ngồi thiền với nhau ca tụng Thượng Đế. Nhưng chúng ta không làm giống như người khác làm, hiểu không? Chúng ta cầu một cách bí mật trong tủ kính, phải không? Như trong Thánh Kinh nói, Thượng Đế nói, các con cầu nguyện trong tủ kính và Thượng Đế sẽ thưởng cho các con công khai, nhớ không? Đó là cầu nguyện trong tủ kính. Chúng ta cùng nhau ở đây, không có ra đường lộ hay trong nhà thờ ca thật lớn hay làm gì như vậy. Chúng ta làm âm thầm, đúng không? Ở nhà cũng vậy. Mình làm trong yên lặng, không có phô bày cho người ta thấy, hiểu không? Thời đó họ gọi những bài ca này là thiên thần ca. Nhưng để đệ tử họ hiểu, ok. Và trong những kinh điển khác, như Đức Phật nói đó là dòng âm lưu. Mỗi người đều có nhiều thiên thần bảo vệ. Có điều mình không thấy họ, họ cũng không đến hiện ra hoài để làm rộn mình. Không, họ không để cho quý vị thấy họ, đặng quý vị không chấp nhất vào họ hoặc là không bị phân tâm. Hiểu chưa? Quý vị không được để ý đến thiên thần, quý vị phải để ý đến Thượng Đế. Hiểu không? Thành thử dù chị hai cứ yêu cầu thiên thần bảo hộ cho quý vị, họ cũng kính đáo. Hiểu chưa? Để mà trông nom quý vị một chút, săn sóc mấy chuyện nho nhỏ cho đời sống quý vị trôi chảy hơn. Nhưng họ không được làm rối trí quý vị bằng cách xuất hiện, hiểu chưa? Đôi khi ánh sáng của quý vị lớn quá, thiên thần cũng không đến gần được. Hiểu hay không hiểu? Được rồi. Họ học với Minh Sư được không ạ? À? Như là đến nghe Minh Sư giảng kinh. Không, không, không được. Họ khác. Họ có công việc của họ, họ không sao hết. Thiên thần là để phụng sự người tu hành và để bảo hộ người và vật, vân vân. Những kẻ có đạo đức, cũng như lực lượng trượt, có ma quỷ đi vòng vòng suối dại con người, thì lực thanh có thiên thần bảo hộ, kéo họ về con đường chân chánh. Tà kéo về phía tả, thiên thần kéo về phía hữu. Tương tự, hiểu không? Nhưng quý vị còn được Thượng Đế của cả vũ trụ bảo hộ cho quý vị nữa, biết không? Cảnh giới khác, quý vị có Thượng Đế khác và toàn thể hệ thống tôn ti của cảnh giới đó cũng bảo hộ trong chừng cho quý vị. Bởi vậy mà danh hiệu Thượng Đế năm cảnh giới rất là quan trọng. Còn hỏi gì không? Anh đọc nhiều, vậy tốt. Nghĩa là anh đã tìm kiếm lâu rồi. Hy vọng bây giờ anh đã ổn định. Còn hỏi gì nữa không? Hay, cảm ơn sư phụ. Vậy thôi hả? Dạ. Đây, hỏi đi. Kính chào sư phụ. Chào. Con có mấy câu hỏi trong đầu cho nên... lấy nó ra. Cảm ơn sư phụ. Câu thứ nhất là một trải nghiệm thôi. Nhiều ngày gần đây con phải làm việc với nhiều người. Và sau khi họp hội, con hơi mệt. Khi niệm hồng danh, con thấy được gia trì nhiều lắm. Ngay sau cuộc họp, gia trì rất nhiều, rất nhẹ nhàng. Sau cuộc họp, con niệm trong tâm và cảm thấy lực lượng tràn đầy, giống như được xả ra vậy đó, khỏe vô cùng. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Câu hỏi nữa là, ở Hung Gia Lợi, có chị đồng tu xin sư phụ xuất gia. Sư phụ nói không được, có lẽ bây giờ thì không được. Khi nào vượt lên khỏi định mệnh thì có thể được. Nên con thắc mắc. Tại vì lúc Bế Quang bên Tây Hồ, khi sư phụ đọc bài thơ của Rumi,
Sư phụ nói có những mình sự định mệnh của họ là làm cha, có con, có cái. Nghĩa là không phải mình sư nào cũng vượt qua khỏi định mệnh của họ. Có phải mình sư cao đẳng họ không vượt ra khỏi định mệnh? Hay là họ vượt qua? Họ có thể vượt qua nếu họ muốn. Không phải là mình sư cao đẳng là tự nhiên họ vượt qua hay không vượt qua. Họ vượt qua được tất cả. Dạ. Vì lợi ích con người, họ phải làm nhiều việc. Hiểu không? Minh sư còn không cần phải ở đây. Huống chi là vượt qua định mệnh hay không vượt qua. Nhưng xuống đây thì Ngài phải trải qua nhiều thứ xảy ra, nhiều biến cố trong đời sống. Ngài không cần phải, nếu không có đệ tử, Ngài chẳng phải làm gì cả. Thậm chí không cần phải xuống thế giới này. Dù vì đó không phải minh sư cao đẳng, hiểu không? Ở cảnh giới thứ năm rồi thì họ không phải xuống đây. Nhưng họ xuống vì mục đích gì đó. Một khi xuống đây rồi, họ làm bất cứ gì làm được. Nhiều khi thấy không phù hợp với minh sư, họ vẫn phải làm. Minh sư cũng phải hòa nhập với loài người. Giống như con mình té xuống hồ bơi. Dù không bơi giỏi, mình cũng nhảy xuống. Hiểu không? Không cần phải nhảy vô đó, nhưng mình nhảy vô thấm ướt, đem nó ra. À, nói đi. Con không hiểu lắm. Vượt qua định mệnh nghĩa là sao? Chị hai không nói vượt qua định mệnh. Chị hai nói không phải định mệnh của cô ta. Số cô ấy không phải là xuất gia. Chị hai nói vậy. Dạ. Dù có vô, có lẽ sau này cũng phải đi ra. Dạ, con thắc mắc về người tu pháp phương tiện. Sư phụ làm gì cho họ, nghiệp chướng của họ? Chị hai mang họ lên giải thoát cho họ. Pháp phương tiện. À, nhưng họ không giải thoát được năm đời này nọ. Dạ, chỉ cho họ thôi. Giới hạn cho họ thôi. Và có thể vài người họ thương. Hoặc là có duyên tốt với họ, hiểu không? Vì xe của họ nhỏ. Còn quý vị có xe cam nhông, biết không? Chở được nhiều người. Nếu quý vị lấy xe cỡ nhỏ thôi, thì chở được 4 người. Ok. Chở nhiều quá không bao giờ tốt cho ai, cho người lái, cho chiếc xe. Nó đứng lại, không đi nổi. Cùng câu hỏi, tại sao ăn chay lại ở hàng số 4? Người ngoài họ không có nhiều quan niệm về ăn chay. Một khi họ đồng ý với mình, được đổi sang xe nạp điện, nghe có lý, trồng cây, dưỡng khí, dĩ nhiên. Còn thứ ba là gì? Năng lượng bền vững. Rồi. Sau khi họ làm những cái đó, ăn chay, được, tôi hiểu. Nếu qua cái kia được, thì chắc cái thứ tư cũng được. Nếu họ không làm cái nào, cầu nguyện, thì cầu nguyện tốt nhất là làm hết mấy điều đó, dĩ nhiên. Nhưng cầu nguyện đối với mọi người quen rồi. Cho nên nếu không làm mấy điều trên, vì họ không quen, không thể chấp nhận, thì họ cầu nguyện, cầu bán sống bán chết. Gì nữa? Còn nữa không? Câu cuối. Con cảm thấy không có nhiều thể nghiệm trong lúc thiền. Có điều ban đêm con có những giấc mơ đẹp về sư phụ. Sáng hôm sau luôn luôn khỏe khoắn, được gia trì bởi giấc mơ. Nhưng không hiểu sao trong lúc thiền ít quá. Không phải ít mà con cảm thấy rất chậm chạp. Hiểu. Đang trên đường có điều... Nhất là khi con đọc cuốn sách về bè chó, con cảm thấy hơi xấu hổ. Tại sao? Vì họ thấy rất nhiều, họ có một sự câu thông. Ồ, trời sinh họ như vậy. Dạ vâng, nhưng chúng ta... Vậy thì anh có thể đầu thai làm thân chó? Dạ, không. Họ xuống từ cảnh giới cao hơn. Dạ, như là lúc nào họ cũng câu thông được. Đúng vậy. Dạ, cưng ơi, đó là đặc quyền làm thân thú vật. Họ rất câu thông với đấng thiêng liêng. Ngay cả con thiên nga ngoài kia, họ câu thông nhiều hơn quý vị bất cứ quý vị nào. Nhưng quý vị đang tiến đến đó, đặc quyền của con người là mù, điếc và câm. Cảm ơn sư phụ. Rất tiếc chị hai phải nói mình không thể được tất cả. Làm thiên nga họ biết cả ngàn năm trước.
và sau này chúng ta không biết gì hết. Nhưng họ không thể làm người. Họ phải ăn cỏ dại để sống. Họ phải ăn trong biển dưới đáy hồ để sống. Họ phải sống ngoài hồ 5 độ dưới, 10 độ dưới, 0 độ. Trong khi mình trong chăn điện, lò sưởi điện, không bị mưa, gió, lạnh. Quý vị kiếm tiền, muốn ăn gì thì ăn. Hiểu không? Chị hai xin lỗi nha. Nhưng không phải con chó nào của chị hai cũng thấy được. Ba con biết chị hai là ai và thấy một chút quan hệ hồi trước đã là gì với họ. Nhưng không phải tất cả đều thấy. Có những đêm họ vừa mới ra ngoài. Nhưng có những đêm nếu chị hai muốn hỏi mọi người có sao không, chị hai có một căn nhà đa số là ở với đàn chó. Nhưng có một căn nhà nhỏ chị hai thích một mình ở đó, cho nên có khi chị hai phải đến đó ở một mình để thiền sâu hơn, hoặc là làm việc gì đó mà không bị làm phiền. Thì chị hai phải hỏi một con chó hay một con chim, mọi chuyện có sao không, và phải hỏi ai canh gác tối nay. Rồi có khi phải nhờ con chó nhỏ, có khi nhờ con chó lớn, có khi nhờ chó trung bình, có khi nhờ chó mới đến, có khi nhờ con chó cũ, không phải cũ mà con nào ở với chị hai lâu hơn. Cho nên không phải chó nào cũng thấy được hết. Có nhớ lúc ở Hồng Gia Lợi, chị hai có nói, con chó đen liên kết với Woody. Mấy con đen hợp nhau lắm. Chắc tụi nó kỳ thị chủng tộc, hai con chó đó. Woody rất thân với Walmart, con chó nhỏ màu đen. Nên Woody là con có liên kết với Walmart. Nó nói Walmart chị hai là ai. Sau đó Walmart nói với mấy con chó kia. Bởi vậy mà tụi nó đứng thành hàng với nhau ngoài xe móc của chị hai để tỏ lòng tôn kính. Nhưng Woody không nói với mấy con kia. Nó không liên kết được với cả bọn. Phải có duyên nữa, thấy chưa? Cho nên Woody bảo con chó đen nói lại với hai con kia. Ví dụ vậy, hoặc là đôi khi chị hai cũng phải hỏi con này về con kia. Đôi khi nó không ở đó. Có lẽ ý thức nó đi lang thang chỗ khác. Làm việc khác, mấy việc vô hình. Trời ơi, chị hai tiếc là anh cảm thấy như vậy. Nhưng nằm mơ cũng là thể nghiệm gì đó. Thật ra mới đầu con khá chật vật về vấn đề này, nhưng sau này con chấp nhận, không sao. Vì nhiều lần đồng tu hỏi sư phụ câu hỏi đó. Và sư phụ nói giấc mơ cũng là thể nghiệm. À, thể nghiệm. Sau đó, không sao. Đừng có hổ thẹn, anh tốt rồi. Anh vẫn còn đó và tu hành tốt. Trường hợp của anh vậy là khá lắm rồi. Làm những gì anh đang làm là tốt lắm rồi. Được không ạ? Được. Tại vì nhiều khi con bây giờ con đang làm việc thông dịch đó. Con rất muốn làm việc này và con nói á. À, vậy là tốt rồi. Dạ. Việc đó cũng sẽ cho anh phước báo. Thể nghiệm chỉ là một phần thôi, hiểu chưa? Là một phần thôi. Nếu anh cảm thấy cầu thông với đấng thiêng liêng thì tốt. Không cần phải có thể nghiệm. Cảm thấy cầu thông không? Dạ. Vậy là tốt rồi. Mỗi người cầu thông một cách khác nhau, thấy không? Con chó không thông dịch nên nó có thể nghiệm. Dạ không, nhưng cái đó đúng, bởi vì nếu việc anh làm rất tốt, dạ người nào có việc người đó, nên con cảm thấy khi làm thông dịch, con cảm thấy con đang làm việc mà con phải làm, không sao. Ồ, phải rồi. Sau khi dịch, quý vị cảm thấy gia trì, cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn, vui hơn. Dạ, điều đó đúng. Và con nhớ khi con, thí dụ như về bản tin thì chúng con hơi trễ. Con làm rất nhiều cho bản tin, con giúp nhiều hơn nữa. Và khi con đọc kiểm bài dịch, con rất cảm động khi đọc chuyện có một người nào đó và con khóc. Khi làm cho bản tin, con hay khóc lắm. À, vậy rất tốt, cái đó thanh tịnh hóa anh. Mỗi người có cách trở về Thượng Đế. Chó chị hai có đứa từ cảnh giới cao xuống, biết không? Benny là từ cảnh giới thứ 5, biết không? Cho nên đừng có ngạc nhiên nếu nó... Quý vị đang đi lên đó, nhưng nó từ đó xuống đây. Đừng có ngạc nhiên nha. Cảm ơn sư phụ. Nó đến chỉ để ở với chị hai. Và dĩ nhiên nó cũng gia trì cho thế giới qua sự hiện diện của nó. Nó thiền bằng cách của nó. Nó giữ trật tự trong nhà. Nó là trưởng. Bởi vậy không con nào dám cãi lời nó. Dù to con cách mấy. Nó là trưởng, ai cũng nghe lời nó. Thỉnh thoảng tụi nó cãi nhau. Chứ không bao giờ cãi với Benny. Không bao giờ.
Tụi nó biết anh chàng đó là đứng đầu, giỏi nhất và cao nhất. Benny chỉ cần bảo tụi nó tránh ra, dù tụi nó tỏ con như thế nào. Và tụi nó nghe lời, không dám cãi lại đâu. Không ai cãi Benny. Rồi, câu hỏi gì nữa? Đây là về Supreme Master Television. Có một chương trình về phụ nữ biết nói chuyện với con chó của bà. Con không biết rằng sẽ có thú vật sẽ đóng vai trò này thường hơn, như là nói chuyện nhắc nhở con người sống cao thượng hơn. Thú vật sẽ làm như vậy hay là thú vật làm vậy hoài? Làm hoài á? Chỉ có con người là không nghe thấy gì cả. Biết con nói con người sẽ ngày càng hiểu nhiều hơn về việc này. Kiểu họ sống như vậy chứ ai không biết, cưng ơi. Tại vì coi chương trình đó con cảm động quá. Con bắt đầu nhìn súc vật bằng một cách khác, như là nếu mọi người, tất cả những người nuôi chó coi được chương trình này, có lẽ họ sẽ thay đổi nhiều lắm, phải không ạ? Dĩ nhiên, chúng ta làm nữa, làm hoài, những người khác nữa. Không phải chỉ chó thôi, mà nhiều súc vật đang cố gắng nhắc nhở loài người, nhưng không được. Ngay cả côn trùng, sâu bọ hay vi khuẩn làm mình đau ốm, họ cũng là những chúng sanh nhắc nhở mình trở về với Thượng Đế. Bản chất vô thường của cuộc đời, phải trở về nguồn cội của mình. Họ nhắc nhở mình bằng những cách khác nhau, cách đau đớn. Nếu như cách khác không được, thì phải cách ó vậy, hiểu chưa? Thành ra tất cả thú vật, côn trùng đều có lợi ích gì đó. Nhưng con người không hiểu. Chị hai nói tiếng Anh họ còn không biết. Nói chị tới con chó sủa, làm sao họ hiểu? Chị hai nói tiếng của họ, nói tiếng Anh, nói tiếng Trung Hoa. Không phải ai cũng hiểu chị hai nói gì. Đối với quý vị, nó rất là hợp lý và hiển nhiên. Nhưng đối với họ, được, bà nói nghe được, nhưng về nhà họ làm y như cũ, hiểu không? Cho nên không sao, bây giờ mình có đài truyền hình rồi, lặp đi lặp lại cũng tốt. Có thể ngày nào đó nó sẽ vào đầu họ. Hoặc là nó có vô đầu, nhưng nó chỉ nảy mầm thôi. Chỉ là hạt giống thôi. Người nào có hạt giống rồi và nảy mầm rồi, thì chỉ tưới nước một chút là nó lớn. Giống như quý vị, có người chậm quá, nó có đó nhưng không nảy mầm. Thì chúng ta cũng ráng hết sức. Nếu mọi người hiểu thú vật, họ sẽ không bao giờ ăn thịt. Thú vật hiểu chúng ta, đó mới là vấn đề chị hai nói rồi. Ngay cả Thiên Nga còn hiểu hoàn toàn những gì chị hai nói. Nó còn nói xin lỗi, tạ lỗi này kia. Và vợ nó bảo nó tránh xa rồi đem con cái đi chỗ khác. Con bồ đó, biết không? Nhưng thói quen nó là làm nữa. Nó nói việc canh gác nó phải làm. Không hẳn là vậy. Nó không cần phải làm. Nhưng vì bản tánh của một người cha, nó bảo vệ cho con cái nó. Khi thấy con nào lớn như nó, đến gần con cái nó hay là địa phận của nó thì nó đuổi đi thôi. Nhưng không bao giờ làm đau mấy con kia, chỉ đuổi đi thôi. Nó hay lắm. Như là nó muốn đuổi con Thiên Nga đi, nó chỉ tới gần, 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 rồi dừng lại đó. Ngươi có đi không? Rồi anh chàng kia, nếu đi thì không sao, nếu không đi, anh này tiếp tục đi vòng vòng xung quanh hay là đẩy. Nhưng không có hại con ngỗng kia. Bình thường vì nó to lớn, mạnh mẽ, lớn hơn con ngỗng và nó đại, cho nên nó tới, nó tự phùng lên gấp 5 lần. Anh kia sợ muốn chết, chạy mất tiêu. Nhưng hai đứa bay với nhau song song, cho anh chàng kia đi luôn. Anh này bay theo ra tuốt bên kia hồ hay chỗ nào đó, song song như vậy, rồi đáp xuống với nhau, bàn luận, thương lượng một chút. Nếu anh kia đi rồi thì tốt, anh này bay trở lại. Một khi anh kia bay đi, anh này không đến gần tấn công anh kia. Không đến gần quấy rối anh kia nữa. Chỉ có đi song song, đáp xuống song song, rồi nói chuyện một chút, rồi đi. Hoặc là có khi anh này đuổi, chỉ từ đây tới cửa sổ, cách đó vài thước. Nếu anh chàng đi ra mấy thước thì anh này để yên. Nếu trở lại thì anh này đuổi nữa. Đôi khi chị hai cho ăn, nó không ăn. Cứ tiếp tục đuổi hết mọi đứa. Không phải là đuổi mọi đứa mà đuổi mấy tên to con. Đôi khi vịt, con vịt nào mà ưng ngạnh là nó đuổi đi. Nhưng không bao giờ hại mấy con đó. Không bao giờ. Chị hai chưa bao giờ thấy nó cắn mấy con kia hay gì cả. Không, chỉ đuổi thôi.
đôi cánh to lớn, dũng mãnh, dương dài cổ ra và toàn thân đứng trên nước. Giống như một anh đạo sĩ đứng trên nước, đi trên nước, tiến đến mấy con kia, vươn thân hình trên mặt nước. Chưa cha, chị hai cũng sợ luôn. Lên khỏi mặt nước, thân hình nó vươn lên rất lớn. Khi ở dưới nước, thiên nga trông nhỏ nhắn đơn sơ. Không nhỏ mà nhỏ hơn. Khi nó lên bờ, trời ơi, nó gần lớn bằng chị hai luôn. Khi nó phùng thân mình, nó lên cho kẻ thù sợ. Ôi, trông dũng mãnh lắm. Nó đuổi mấy con kia, sau đó chị hai la nó. Nó cũng xấu hổ, biết không? Nó nói xin lỗi rồi hạ đầu xuống đi nơi khác. Nó nói xin lỗi, nhưng lần sau lại làm y như vậy nữa. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Nhưng nó hiểu, nó cảm thấy hối lỗi, có nói xin lỗi. Gì nữa? Còn gì nữa không? Về nỗ lực của Supreme Master Television, cảm ơn sư phụ rất nhiều đã làm việc cho ngày 16 tháng 11, thêm những vệ tinh mới. Con cảm thấy vô cùng ấm áp về chuyện này. Cảm ơn sư phụ rất nhiều, thật vậy. Không có chi, tất cả quý vị cùng làm việc. Lòng khao khát và sự giúp đỡ của quý vị trong việc thông dịch và làm chương trình, nghiên cứu, đủ thứ. Rất nhiều người làm việc trong đó. Đâu phải chỉ có tiền thôi. Mọi người đều có hảo tâm và lý tưởng cao thượng để phục vụ loài người, cứu vãn thế giới. Thành thử chúng ta làm với nhau. Quý vị có lý tưởng này rất là tốt. Cũng vì quý vị mà chị hai cảm thấy thúc giục mà làm việc đó. Nếu chỉ có một mình thì chắc chị hai cũng không có làm đâu. Nhưng vì có cầu thì có cung. Nếu tài chính mình làm được thì tại sao không làm? Nói với gì rồi, chị hai bán bất cứ gì để ủng hộ đài. Ok. Công việc đó là tốt nhất, tại vì giả sử chị hai ngày nào cũng đi vòng vòng thuyết pháp vẫn không thể nào đến được khắp mọi nơi. Chỉ có được một hai ngày họ về nhà quên hết. Nhưng trên truyền hình họ có thể đọc nữa, xem nữa, nghĩ lại coi có nên nhập hội hay không. Coi hoài, nó nhắc nhở. Hơn nữa, nó chấn động trong không khí, trong bầu khí quyển tinh cầu. Tất cả thanh khí luân chuyển, luôn luôn nhắc nhở, đi vào ý thức của con người. Vì dù sao chúng ta ai cũng dễ tiếp thu từ trường như vậy. Làn sóng não của mình giống như anten radio. Cách đó là như vậy, cách tốt nhất. Vì hồi trước, đi thuyết pháp này nọ, đôi khi tốn nhiều tiền lắm mà không có lợi bao nhiêu. Vì sao 2-3 ngày? Nếu chị hai ở cạnh họ mỗi ngày thì họ sẽ không bao giờ đổi. Nhưng mình chỉ tới đó có 2-3 ngày rồi lại đi nước khác. Thế là họ bị kéo trở về thói cũ, vào dòng đời của lực lượng trượt. Cho nên chị hai nghĩ như vậy thì tốt. Bỏ tiền và truyền hình còn hơn là đi hoàn pháp. Tốt cho môi sinh nữa. Chị hai không phải đi máy bay, làm ô nhiễm thế giới. Cho nên bây giờ đa số chúng ta làm hội tuyến truyền hình này nọ. Tốt cho môi sinh, đúng không? Chúng ta làm tốt môi sinh. Áo sư phụ màu xanh môi sinh. Cái gì cưng? Áo sư phụ màu môi sinh. À, chị hai cũng dùng ngay cả bút xanh lá cây ký tên. Nhắc mọi người sống xanh. Có câu hỏi hoặc muốn phát biểu gì không? À, nói đi. Tiếp tục, đừng lo. Thưa sư phụ, tháng 12 con sẽ đi qua Ba Tây, một quốc gia rất lớn mà số đồng tu rất ít. Họ nói tiếng Bồ Đào Nha. Dạ, ok. Con không biết có thể thế nào con làm một buổi giới thiệu giáo lý của sư phụ. À, làm gì cũng được, dĩ nhiên là được. Dĩ nhiên, quý vị muốn làm gì cũng được. Dạ, chỉ cần cho họ xem băng hoặc là nói về... Dĩ nhiên là được, anh kêu tất cả đồng tu tới làm chung. Dạ, con có thể làm vậy. À, họ sẽ giúp anh. Tốt quá. Anh có sự ủng hộ của chị hai. Cảm ơn sư phụ. Con muốn biết có phải chúng ta ai cũng có một thể khác không ạ? Sư phụ có nói hôm kia rằng nếu sư phụ không có hai thể kia, sư phụ đã không... Không phải thể mà là có thêm thân người. Dạ, tại vì nghiệp chướng quá nặng nề. Sư phụ không thể nào còn đây. À, có phải vì hai thân thể kia của sư phụ lấy nghiệp chướng nhiều lắm không? Ba thân thể kia lấy nghiệp chướng nhiều lắm. À,
Nếu không, sư phụ đã không có ở đây. Vậy là họ lấy nhiều. Mọi người có thể khác không ạ? Không, quý vị không tạo ra được. Dạ, vâng. Không, quý vị không làm được. Ok. Dạ, con có câu hỏi nữa. Con muốn một thân thể nữa hả? Dạ. Sao ạ? Thế không? Có điều là thời nay người ta làm cái bằng cloning, nhân bản vô tính. Thưa không, nhưng có lần con nằm mơ thấy kỳ lạ lắm. Con không nghĩ đó là giấc mơ. Nói chị hay nghe. Không phải nằm mơ, nhưng con mơ thấy con đi xuống qua cái giường, qua mặt đất đến cảnh giới thấp lắm. Con nghĩ con thấy thân thể con cảnh giới thấp hơn. À, một trong những thân này là người đàn bà điên, tóc dài lắm. Con nhìn bả, thì con biết bà này là con. Hiểu. Và con tự hỏi tại sao lại thấy như vậy. Sau này, vài tháng sau, con lại thấy một giấc mơ nữa, có vẻ như liên quan tới giấc mơ này. Và người đàn bà điên này trở nên khá hơn, đã tiến hóa được phần nào. Và bà ấy đã cảnh giới cao hơn. Bà ta đến nói chuyện với con đang đi đâu đó, đang đi ngang qua, bỗng nhiên bà bám vào người con và nói, mang tôi theo. Con biết đó là người đàn bà đó, nhưng bà không điên nữa. Bà không giống như hồi trước nữa. À, con không biết thể nghiệm đó có đúng không? Đó là cái gì, có ý nghĩa gì ạ? Đó có phải là cảnh giới thấp hơn của con không, hay là kiếp trước của cô? À, cô đã tiến hóa từ tình trạng điên lên tình trạng tốt hơn. Bây giờ giấc mơ đó muốn cho cô biết là cô đã lên cao hơn cả người đàn bà cao đó. Hiểu chưa? Ok. Dạ. Yeah. Kiếp trước thôi. Ok. Dạ, yeah, cảm ơn sư phụ. Cô thấy kiếp trước của cô thôi mà. Dạ. Yeah. Không phải là một thân thể của cô. Cảm ơn trời Phật. Dạ. Yeah. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn sư phụ. Quý vị không cần lấy nghiệp chướng của người khác, nên quý vị không cần thêm thân thể. Chị hai cần thôi, hiểu không? Dạ. Yeah. Chị hai làm giùm quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Người nào nữa? Hỏi gì nữa không? Cảm ơn sư phụ cho chúng con cơ hội để hỏi. Con đã bỏ cái giường và ráng ngồi thiền qua đêm như sư phụ đề nghị. Ráng ngủ càng ít càng tốt. Như trong bế quan này, thiền tuốt luôn, không ngủ, thấy cũng được. Cho nên, quý vị có ngủ chứ, làm ăn, làm phước. Khi ngủ, quý vị không biết đó thôi. Chị hai muốn nói là, trước khi ngủ, quý vị nên tập trung vào thiền. Sau đó từ từ nằm xuống trong trạng thái tập trung đó. Thì cả đêm là thiền mà không sợ tâm trí mình xen vô. Bởi vậy, nhiều khi ngồi thiền ban ngày, người ta không có thể nghiệm, nhưng ban đêm họ nằm mơ, họ có thể nghiệm thật. Giống như mơ, nhưng mà thật. Thế anh muốn hỏi gì? Không ký bảo quý vị không nên ngủ. Làm được cái gì thì làm. Vậy là con không nên ép quá đáng, ráng đừng có ngủ. Vì quý vị ép thì mệt lắm. Nhưng nếu làm được, ngồi hay nằm, đằng nào quý vị cũng ngủ. Chưa ngồi xuống đã ngủ rồi, có không? Vậy làm sao làm gì được thì làm nha. Nhưng ở nhà khó hơn, phải không? Hơi khó, chắc vậy. Trong gia đình chỉ có con là thọ tâm ấn. Ồ, vậy khó hơn. Nhưng gắn hết sức là được. Nếu cần ngủ thì ngủ. Nhưng nếu được có thể bỏ ngủ. Ban ngày anh cũng làm việc hả? Dạ, con làm việc với bố con. Nếu con có chút thời gian cho HMTV, và có lẽ con có thêm thời gian đến đó. Đêm qua con đích thân hỏi sư phụ. À, được. Ý nói là nếu làm việc ban ngày hoặc đôi khi mệt mỏi, cũng khó mà không ngủ ban đêm. Nhưng quý vị cứ ngồi. Nếu ngủ thì ngủ, nếu tỉnh thì thiền. Hiểu không? Làm gì được thì làm. Tốt quá. Ngồi thì đỡ ngủ. Hơn là nằm xuống dễ chịu. Bởi vậy mà đa số đạo sĩ họ ngồi dưới sàn. Lỡ thiền mà có ngủ, họ cũng không đập đầu hay bị gì đó. Tại vì ngồi dưới sàn té không xa lắm. Té giường thì té xa. Vậy thôi, hiểu không? Dạ, vậy tốt quá. Trước khi thành minh sư, chị hai ngồi cả đêm. Chỉ có một tấm chăn vuông nho nhỏ để giữ ấm, và một cái chăn nữa. Đôi khi còn không có chăn. Nếu du hành, chị hai chỉ dùng cái áo choàng dài, mặc đi khắp nơi rồi phủ lên người. Cứ vậy mà thiền cả đêm. Quý vị làm được vậy thì tốt. Nếu không có công việc không có nhiều áp lực quá, thì làm dễ.
Nhưng nếu quý vị có bổn phận, nhiều trách nhiệm, nhiều chuyện nhức đầu, phải lo cái này cái kia, thì nó hơi khó một chút. Tại vì quý vị ngồi mà đầu óc cứ suy nghĩ phải làm việc này ngày mai, hay là việc gì đã xảy ra hôm nay mà chưa giải quyết được. Vấn đề vẫn còn đeo đeo trong đầu, thì hơi khó một chút. Nhưng quý vị cứ ngồi cho tới khi đầu óc mệt nhoài thì cũng nhập định như thường. Ít nhất cũng có sự cố gắng, hãy làm chủ đầu óc của mình. Chị hai biết tất cả quý vị cố gắng rất nhiều và chị hai vô cùng khâm phục. Thật sự vậy. Và chỉ có cách là ráng hết sức thôi. Thiền càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta phải hoàn tất nhiệm vụ của mình. Đó mới là vấn đề. Quý vị nghĩ chị hai có thời giờ thiền cả ngày cả đêm sao? Đâu có, cũng phải làm nhiều lắm. Thấy chưa? Vậy là chúng ta cùng cảnh ngộ, cùng thuyền, đúng không? Có điều đôi khi cảm thấy... Trời ơi, thấy như tất cả công việc đều ùa với mình, ngay cả mấy việc nhỏ như là trả hóa đơn mình đã giao tiền cho mọi nơi rồi. Mà họ vẫn muốn tới cằn nhằn. Muốn chính chị hai phải tự làm lấy, hiểu không? Ghét mấy cái ta kiểu đó. Thôi đủ rồi, không muốn nói chuyện đó nữa. Thật ra nhiều khi chị hai rất nhớ cái thời còn ở trong cái động này nọ, hay trên Hy Mã Lạp Sơn, vô tư biết không? Trên Hy Mã Lạp Sơn bên Ấn Độ, đôi khi ở thiền đường nào đó. Rồi họ nấu ăn, rồi chị hai cũng ăn, nhưng mình trả tiền. Nhưng đồ ăn dở ơi là dở, đôi khi họ làm bánh mì mới chín nửa chừng. Bên Ấn Độ, trên Hy Mã Lạp Sơn, nhiều khi nấu ăn cũng không được. Chỉ ăn cái gì rửa ngoài mưa. Rau chị hai rửa nước mưa dưới mái nhà, rửa đó rồi ăn, không có nước. Nhiều khi ăn sống hoài. Vì nấu không được, không có dịp nấu ăn. Đôi khi chị hai phải ở trên mái nhà 6 tháng. Ngày đêm chỉ có cá choàng trên đầu, ban ngày dĩ nhiên cũng đi lại. Tắm táp, đi ăn, làm gì đó, nhưng ban đêm chị hai chỉ ở gì đó, trên ghế. Ghế xếp, đúng không? Để hành trang trước mặt, đặt chân lên hành trang. Rồi ngồi ghế như vậy suốt ngày, suốt đêm. Y như quý vị ở đây, ngoại trừ ban ngày, chị hai đi qua đi lại chút đỉnh, có khi tọa thiền, có khi đi tới đi lui, phải đi ăn và đi phòng tắm này nọ, vậy thôi. Nhưng nếu chị hai không ở thiền đường nào cả, chị hai chỉ ăn bánh chapati, bơ đậu phộng, dưa leo, hay là cà chua, mấy thứ đó dễ rửa. Nếu ăn sống thì ăn mấy thứ đó vệ sinh hơn. Bắp cải mình lột hết ra thì ăn sống được mà không phải rửa nhiều. Nếu không, khi ở trong nhà đất, chị hai tự làm chapati cho mình. Chị hai chỉ có một cái dĩa nhỏ, giống như dĩa hơi sâu một chút như vậy, để nấu trà luôn. Rồi bỏ bột vô, bột chưa rây với chút nước. Làm thành bột nhão. Rồi dùng tay làm nó dẹp ra và tròn bằng cỡ cái dĩa, rồi để vào dĩa. Chị hai có 3 cục đá, xong rồi lấy mấy củi khô từ trên cây. Trên cây rơi xuống và nấu như vậy thôi, xong rồi trét bơ, bơ đậu phộng và dưa leo. Bữa nào mai thì có dưa leo hay là cà chua, vậy thôi. Như vậy không mập, nhưng sống được. Khi mới ra, chị hai gầy teo là vì vậy, không ăn nhiều. Nhưng chị hai nhớ những ngày tháng đó, không cái nói sự xa xỉ, hoặc là lúc nào cũng ở trong đào tràng, không đúng. Chị hai đi tới đi lui, ở trong động, hoặc đôi khi ở ngoài trời, hoặc ở trên mái nhà, hoặc ngoài mũi thuyền, vì không thể mướn phòng trong thuyền được. Chị hai ở mũi thuyền, rẻ hơn, chỉ có 5 ruby một ngày. 5 ruby là bao nhiêu? Có thể là 10 xu tiền Mỹ, đúng không? Cỡ đó, đúng không? Ở châu Âu là bao nhiêu? 10 xu là khoảng 7 xu tiền Âu Kim, giống như 5 xu gì đó. 7 xu, 5 ruby, dạ. 7 xu một đêm, một ngày. Hết sảy ha. Nhưng chị hai dương dù ra, có một cái túi ngủ phủ lên người và cái dù che đầu. Cho sương đừng có vào, vì sau này không có đủ tiền bán cả dù luôn. Ở Ấn Độ cái gì họ có mua, chị hai nói rồi. Quý vị biết mà, phải không? Cho nên ở đó không có sống xa xỉ hay gì cả. Nhưng chị hai nhớ những ngày xưa đó.
vì mình không có trách nhiệm. Ăn chi cũng thấy sung sướng, không ham muốn, không có thèm cái gì hơn đồ mình ăn. Dù có thèm cũng chẳng mua được. Bơ đậu phộng và chapati mua được bấy nhiêu thôi. Thỉnh thoảng có samosa đồ ăn vặt Ấn Độ. Ngon lắm hồi đó. Bây giờ ăn vô thấy giống như là ăn rơm. Không ngon lắm. Nhiều căng thẳng quá. Ok, tại sao là nói chuyện này ha? À, để nói anh biết rằng vì hoàn cảnh của anh làm việc, anh có trách nhiệm. Dù làm việc với cha, nhưng cũng phải nghĩ làm sao để giúp tốt hơn. Và có trách nhiệm trong công việc để làm ăn khấm khá hơn, cho nên anh hơi căng thẳng một chút. Nên ban đêm, dù không thiền được cả đêm, cũng không sao. Nhưng nếu anh muốn làm thử thì ngồi, đừng nằm xuống, ok? Nếu anh muốn làm thử, nhưng đôi khi ngồi chúng ta cong xuống, cẳng cổ cũng đau lắm. Ấn Độ hồi xưa có vị thánh kia để tóc dài. Ông cột tóc buộc lên trần nhà như vậy. Dùng dây thần buộc lên trần nhà. Mỗi lần đầu muốn cụp xuống không được, ông phải ngồi lên. Ý kiến hay. Hoặc là một chị đồng tu đeo cái băng ở cổ. Tốt không? Giống như bị thương. À, cô ta lúc nào cũng đeo cái đó. Cô ta nói nó chặn cổ không rớt xuống. Quý vị làm thử coi. Nhân tiện cho chị hai một cái. Bạn con là bác sĩ, con sẽ đặt mua khoảng 500 cái cho mọi người. Bạn anh làm hả? Thưa không, anh ta là bác sĩ. Một số bạn của con là bác sĩ. Tốt, tốt, có lẽ chị hai sẽ làm thử. À, có thể bảo vệ cổ câu gì? Có lẽ tốt đó, nhưng chắc nóng lắm. Không, bên Pháp hay châu Âu không nóng hả? À, không sao. Có thể anh làm một số, đặt một số. Ai muốn đặt mua, giơ tay lên. Mua cho chị hai một cái làm thử. Dạ, để trong trung tâm khi nào chị hai tới nữa. Chị hai lấy, làm quà. Dạ, mau gì? Không phải làm quà, chị hai trả tiền, phải trả tiền. Được, làm thử coi có tốt không? Quý vị thử đi, nếu nó đỡ thì quý vị ngồi suốt đêm, vậy không sao. Không phải chuyện bắt buộc. Dạ, chắc chắn rồi. Đề nghị vậy thôi, ok. Hỏi gì nữa không? Con có một người bạn, cô ta làm ca sĩ tân nhạc công giáo. À, tân nhạc công giáo. Cô ta đưa đĩa của cô sang Mỹ. Con muốn phỏng vấn cô ấy cho đài SMTV được không ạ? Vì cô cũng ăn chay. Tốt, sao không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Cô ta nổi tiếng không? Cô ta nổi tiếng trong các đoàn thể Thiên Chúa giáo. Chúng ta làm được chứ, sao không? Nếu cô ta giỏi. Cô rất giỏi, cô hát cho Mỹ. Mỗi năm họ tụ tập khoảng 30.000 trẻ em từ khắp nơi trên thế giới. Được, tốt. Nếu nó hay thì họ sẽ chiếu. Nếu không hay thì không chiếu. Dạ. Hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Đồng ca chi. Con đọc thấy nói rằng lệ thuộc vào lực lượng tu hành của mình. Tốt hơn là xin sư phụ giúp. Cả hai. Nhưng cái ta là ảo tưởng, phải không ạ? Vậy ai là người có lực lượng tu hành của riêng họ? Con hơi lộn xộn một chút. Cái ta là ảo tưởng, nhưng vậy ai là người có lực lượng tu hành của riêng họ? Ý cô nói bản lai và cái ta. Ý nói, dạ. Cái ta chỉ là thói quen suy nghĩ của trí óc, như là tôi vĩ đại, tôi giỏi, tôi làm cái này được, cái kia được. Và tôi có thể cạnh tranh, tôi giỏi, nhưng nhân vật có lực lượng tu hành. Đó không phải là cái ta, đó là chân ngã, linh hồn thanh khiết. Nhưng cái ta chỉ bám vào thân thể và trí óc. Và vì linh hồn phải làm việc qua trí óc, nên trí óc và cái ta làm việc với nhau, làm trở ngại linh hồn. Có thể nào chân ngã không làm việc qua trí óc, mà qua phương tiện khác? Không, không được, thế giới này không, ngoài thế giới này thì được. Dù quý vị có bộ óc, có trí thông minh, quý vị vẫn phải dùng bàn tay. Thấy không? Trí thông minh chị hai bảo chị hai là tôi cần nước. Rồi bảo bàn tay cầm ly uống. Thấy chưa? Cần bàn tay. Cõi đời này, linh hồn cần trí óc.
để làm việc, để tìm tòi, làm cái này, cái kia. Nếu trí óc quý vị tốt, có sự phối hợp, thì công việc suôn sẻ. Nếu trí óc quý vị chấp nhất vào danh vọng, vẻ vang, và nhất là cái ta nó bảo mình giỏi, mình xuất sắc này nọ, kiêu mạn, hãnh diện, thì linh hồn có bảo trí óc làm gì, trí óc sẽ trả lời lại, không, ta biết khác. Linh hồn bảo trí óc, ok, nhìn nè, ta cần kiếm cái gì uống, vô bếp lấy đi. Ví dụ vậy, không hẳn vậy, chị hai chỉ nói. Giả sử linh hồn là một người chủ nhân của thân thể và trí óc. Bảo trí óc bảo thân thể, vô bếp lấy cái gì đi. Nhưng trí óc từ đó giờ quen lấy nước chỗ khác. Trong nhà hàng, nên nó không vào bếp, nó mang thân thể đến nhà hàng. Xa hơn, lạnh lẽo, tốn tiền hơn. Ví dụ vậy, hiểu không? Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Gì nữa? Con đến từ một nước, đó là Bắc Á Nhĩ Lan. Nơi đó không có nhiều đồng tu lắm, có lẽ chỉ có vài người. Con đang tính đi, thí dụ như tới FMTV nếu có thể được, hoặc đi chỗ khác. Nhưng ở nơi đó có lợi hơn không? Ráng truyền bá chân lý ở đó hay là ý kiến hay? Kiếm thêm bạn. Nếu không có bạn thì xin thêm. Làm gì đi chứ, đừng có ngồi đó mà đợi chị hai. Chị hai chỉ có một mình. Quý vị làm gì đi, ok. Quý vị làm bàn tay của chị hai. Có thể nào tương lai gần đây con được theo sư phụ? Để làm gì? Anh không theo sư phụ bây giờ hay sao? Thưa có, ý nói làm thường trú. Không, để làm chi? Anh đang làm việc tốt ngoài kia. Khỏi cần theo chị hai. Để làm gì? Không cần, hiểu chưa? Thậm chí bây giờ không có một chỗ cho thường trú. Có không? Chị hai chỉ có chỗ nhỏ xíu mà chó cũng khắp nhà. Anh sẽ không có cơ hội ở đâu hết. Có một người tới nói, sư phụ, không sao đâu, con ở với chó. Không phải bây giờ, ok, chúng ta không biết, ok. Không phải bây giờ, nhưng không cần, anh ở ngoài, anh truyền bá giáo lý của sư phụ, làm gì được thì làm, vậy tốt hơn, hiểu chưa? Tò theo chỉ làm tội cho chị hai thôi. Thỉnh thoảng bế quan một lần, mà đã có người muốn làm khổ chị hai. Nói chị tới việc ở lại, không thể nào chịu nổi. Chị hai không chịu nổi quá nhiều người xung quanh, vì họ tới với mục đích khác, biết không? Họ tới chỉ để làm cho mình khó chịu, hiểu không? Không nhất thiết ở gần chị hai là quý vị trở thành cao cả hơn, không, quý vị tới chỉ để là được đặc biệt, mỗi ngày làm chị hai khó chịu, được ở gần, được hỏi bất cứ gì, bất cứ lúc nào. Quý vị nghĩ về đó, ok. Chị hai bận lắm. Chị hai giữ số người tối thiểu ở xung quanh để họ giúp mình lo cho chó và chim, dọn dẹp nhà cửa, vậy đó. Hiểu không? Chắc anh không lo cho chó được đâu, chắc anh không lo cho chim được đâu. Ngay cả dọn nhà chắc anh cũng không lo nổi đâu. Cho nên anh không có việc cho anh. Nếu anh không dọn dẹp nhà được thì chị hai chắc phải dọn phòng của anh luôn. Ở gì nữa không? Nói đi. Khi sư phụ nói về tần số ở những cảnh giới khác nhau, cái đó có phải là cường độ tình thương không ạ? Cường độ? Có tình thương khác với tình thương của con người mà chúng ta không thể, cũng có thể nói như vậy. Đó chỉ là năng lực. Giống như microwave, lò vi ba cũng từ điện. Nhưng nó cực mạnh trong lò microwave. Tới nỗi người ta khuyên là phải đợi mấy giây. Sau khi microwave dừng lại, rồi mới để tay vô lấy đồ ăn ra. Họ cũng ghi chỗ nào đó là phải tránh phóng xạ của microwave. Tránh ra. Thấy không? Nó có lợi rất tốt, ham đồ ăn lẹ. Nhưng mình không chịu nổi. Thấy chưa? Ham nóng đồ ăn lên thì được. Có thể chờ chút rồi ăn. Nhưng nếu để tay vô đó, sẽ có hại cho mình. Thấy chưa? Rồi. Cái này dùng cho các khác.
Cái gì cũng có mục đích nào đó, có cái gì đó. Điện, quý vị biết, rất hữu ích. Chúng ta cần điện để sưởi, để có ánh sáng, đủ thứ. Nhưng đừng đụng tay vô dây điện sống, hiểu chưa? Dạ, không chịu nổi đâu, sẽ làm mình cháy bỏng, làm mình chết. Cũng vậy, có những tần số khác nhau, ở những cảnh giới khác nhau, đúng không? Trong thiên quốc, có những cái quý vị không thể dùng được, thì tránh xa ra, hiểu không? Nhưng nhà phát điện của những cảnh giới cao nhất này là đấng duy trì toàn cõi vũ trụ, giữ nó trật tự, giữ nó sống còn, khỏe mạnh và hài hòa. Nhưng không phải là thứ mà mình có thể dùng được. Xin cho câu hỏi một cách khác. Được chứ? Ok. Mọi cảnh giới đều có tình thương hay là có cái gì khác trên tình thương? À, dĩ nhiên, chỉ tình thương. Có điều cường độ nó khác. Ở đó, quý vị chỉ cảm thấy sung sướng vô cùng, cảm thấy được thương thôi, không như tình thương ở đây. Nói như vậy, nếu anh đang yêu người nào, anh có bao giờ yêu chưa? Dạ có. Ok. Khi người đó cũng yêu anh vui lắm. Dù không gần người đó, anh cũng hát trong phòng tắm, cảm thấy cô ta yêu anh rất là sung sướng. Khi ăn cũng nghĩ tới nàng, khi ngủ, anh nằm mơ thấy nàng. Và khi làm việc gì, anh thấy ai giống nàng, anh cảm thấy vui. Vậy đó, đó là tình thương tối thiểu của tình thương Thượng Đế mà quý vị có thể cảm thấy được. Anh có thấy nó làm anh vui tới cỡ nào không? Ai đã yêu đều biết điều này, đúng không? Ok, thử tưởng tượng 1.000 tỷ 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 lần như vậy. Nó sẽ cháy bỏng, quý vị. Đôi khi tình yêu ở đây, lòng khát vọng người yêu, đã thấy cháy bỏng rồi. Thử tưởng tượng trên đó còn bỏng hơn nữa. Tình thương đó tập trung, cô đọng lại, hiểu không? Nhưng quý vị cảm thấy dễ chịu vì quý vị đã được thanh tịnh hóa lên tới đẳng cấp tình thương đó ở tầng trời thứ năm. Trên đó nữa, thì quý vị phải là một phần của nó. Nếu không, không chịu nổi. Điện, nó chịu chính nó được. Điện chịu đựng được chính nó, nhưng chúng ta không chịu nổi. Nhưng có thể dùng điện đó và cảm thấy nơi nào cũng có điện. Nó vô hình, nhưng mình biết. Qua ánh đèn, qua máy quay phim, qua microwave, đủ thứ. Nhưng đừng có đụng vô. Ok. Cho nên cảnh giới thiêng liêng trên tầng trời thứ năm là nhà phát điện cho toàn cõi vũ trụ, hiểu không? Nhà phát điện cực mạnh, nó không loãng ra, nó tinh khiết, cho nên khó mà đụng vô được. Ngay cả điện, như là nhà phát điện lớn hay là cột điện, người ta khuyên là nhà cửa tránh xa nơi đó. Những cột điện lớn, người ta khuyên phải tránh xa hoặc xây nhà xa ra. Vì nếu ở gần lâu quá, chuyện không ai xảy ra. Họ nói không tốt cho mình, hiểu không? Rồi, câu hỏi nào nữa? Anh hỏi rất thông minh, giỏi lắm. Hỏi đi. Con không bao giờ cảm thấy cảnh giới là quan trọng. Con không biết. Đối với con, nó rất trừu tượng. Cảnh giới gì? Các cảnh giới thứ năm, thứ sáu. Đối với con, nó rất trừu tượng. Nhưng khi sư phụ nói về tình thương, con thấy cảm động. Nên con chỉ muốn sư phụ, ok, hiểu, ok. Dĩ nhiên. Tại vì chị hai cũng có thể nói tình thương Atula, tình thương cảnh giới thứ hai, tình thương cảnh giới thứ ba. Đó là cường độ tình thương. Vì tình thương cũng là một năng lực. Bởi vậy, khi đang yêu, quý vị cảm thấy tràn đầy sinh lực, cảm thấy kích thích. Dù người yêu của anh không có đó, anh cũng nghĩ tới nàng, anh cảm thấy bổ sung sinh lực. Đó là tình thương mà chúng ta đang nói. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của tình thương của vũ trụ. Hiểu không? Đó là bản sao, là phần cuối của các bản sao cuối cùng của tình thương. Mà quý vị đã thấy thích như vậy rồi, hiểu không? Nếu nó mãnh liệt hơn nữa thì quý vị chịu nổi không? Không hả? Ok, một phần nhỏ quý vị cảm thấy dễ chịu, nhưng nhiều quá sẽ không chịu nổi. Thí dụ như, dù anh yêu nàng, nhưng anh không thể luôn luôn 24 trên 24 ở cạnh nàng. Sẽ nhiều quá, đúng không? Ok.
Tình thương ta bà là như vậy, sẽ nhiều quá, hay là mẹ anh thương anh, nhưng anh không chịu nổi nếu ở với bà ấy ôm, thương 24 trên 24, hiểu không? Huống chi là tình thương Thượng Đế. Hiểu không? Hỏi gì nữa không, quý vị? Đây là một đề nghị. Khi sư phụ nói về thiền, và vị thầy đó cột tóc lên cho cổ đừng có gục xuống. Con nghĩ dùng cái gì đó nó mềm hơn. Con mới nghĩ ra là dùng gối du lịch để ngược lại. Nó mềm, có thể được. À, ok. Đề nghị vậy thôi. Thanh dằn cổ, à, tương tự, nhưng nó mềm. Gối du lịch hơi bẹp. Mình có thể thổi lên, làm nó cao hơn. Dạ, có bao nhiêu tùy ý. Ờ, à, hết sảy, nhưng nó to hơn. Thanh dằn cổ nhỏ hơn, gối du lịch lớn hơn, đúng không? Có thể làm nó lớn hay nhỏ, có thể nắm hơn. Cái gì tốt cho quý vị, cái gì tốt cho quý vị thì làm, hoặc là treo cổ lên. Không, 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 chị hai không khuyên làm gì quá khích. Cái gì thấy hợp thì quý vị làm. Để giữ đầu mình thẳng lên. Tại vì nhiều khi đầu cúi lâu quá có thể bị đau một chút, có không? Dạ có. Vậy thì dùng thanh dằn cổ. Cái mà người ta dùng khi cái cổ bị thương. Ok. Ý kiến hay. Tại sao mình không làm? Mai mốt theo đạo Thanh Hải phải đeo... Người theo đạo Thanh Hải phải đeo một phần của đạo Thanh Hải. Trời ơi, chúng ta có tràng hạn. Chúng ta có khăn hoàng cổ, có đồ đội đầu, có khăn xếp. Rồi bây giờ có thanh dằn cổ nữa. Một tôn giáo mới, người đạo thanh dằn cổ. Trời ơi, và chúng ta có thảm trải, thảm cầu nguyện. Chư cha chắc chắn tương lai, người theo đạo Thanh Hải sẽ đeo thanh dằn cổ như một sự bắt buộc của người theo đạo Thanh Hải. Cho nên bây giờ chị hai phải nói ngay đây. Tương lai khi chị hai chết rồi thì ngưng tất cả những cái đó. Chị hai qua đời rồi thì ngưng hết những cái đó, ok. Không phải chị hai khuyến cáo cái đó như một tôn giáo. Nó không tượng trưng cho sự khai ngộ, không tượng trưng cho tiêu chuẩn đạo đức. Không phải là dấu hiệu tượng trưng cho môn đồ của chị hai. Chúng ta chỉ dùng vì nó cần thiết. Giống như quý vị dùng gối để tòa thiền hay là dùng miếng đệm lót để tòa thiền. Giống nhau. Cũng may là người Hồi giáo chỉ có một miếng thảm cầu nguyện. Nhưng quý vị có nào là gối, khăn, chăn, gì nữa? Rồi bây giờ thanh dằn cổ. Chú cha. Người đạo Sikh họ có vòng đeo tay. Vòng đeo tay bằng bạc hay là inox. Và họ có cái lược, họ có quần đùi và có khăn xếp. Cha hay nghĩ cần 5 thứ để làm người đạo Sikh. Quên nó là gì rồi. Quần đùi giống như quần xà lõn. Và vòng đeo tay và cái lược. Vậy là 3 rồi. Khăn xếp là 4. Một vũ khí à? Cái gì cơ? Một vũ khí, một cái gươm. Một loại gươm phải không? Dạ, một cái gươm. Ồ, chị hai không thấy người đạo Sikh nào đeo cái đó. Chị hai nghĩ ngày nay tốt hơn là đừng đeo. Vậy là cái thứ năm không tính. Là vì hồi đó họ phải đánh giặc hoài. Để tự vệ chắc vậy. Vì đệ tử Sikh và thầy hay bị quấy nhiễu. Lịch sử của họ nhiều đổ máu. Ok. Được rồi. Gì nữa? Đề nghị, câu hỏi, trả lời, phát biểu. Lát nữa chúng ta nói nữa. Quý vị nghĩ muốn hỏi cái gì? Rồi mình sẽ bàn nữa. Nếu không thì ngủ. Ý nói thiền. Kỳ sao chị hai muốn quý vị đeo cái này? Trong đơn tâm ấn, lực mới, ngũ giới và thanh dằn cổ. Ăn chay và thanh dằn cổ. Và thanh dằn cổ phải màu xanh lam và ăn chay nữa. Thôi được rồi, gặp quý vị sau.
Chúng ta dùng bữa nha. Cảm ơn sư phụ. À, cảm ơn quý vị. Cảm ơn những câu hỏi thông minh của quý vị. Có câu không thông minh lắm, nhưng không sao. Ít ra cũng không đến nỗi tệ lắm, như Chúa ăn cá chẳng hạn. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị ok không? Dạ có, ăn ngon nha. Cảm ơn sư phụ. Hẹn gặp lại quý vị, thương quý vị.